Xin chào anh em đến với độ xe Việt Nam.com. Hôm nay Khánh tiến hành làm cái nồi cho chiếc MSX125 nha anh em, 36V7 anh em ha. Đây, cái chiếc này nó đang bị tình trạng là chạy rất yếu, hao xăng, máy nóng nha anh em. Nồi thì tuột luôn, kiểm tra nồi chủ xe thì nồi đã tuột hư banh nha em. Bố thì khuyết mòn hết luôn em coi bố nè. Nhớt thì ra như bùn nha anh em. Này, em coi như bùn ha. Nhớt này chủ xe mới thay nha anh em ha, mới thay như ngày hôm qua mà. Nhớ chưa anh em coi này, đen thui về ra như bùn, hai mặt nhôm ngồi phá hư hết luôn nha anh em. Đây em coi ha, khuyết lõm xuống luôn nha anh em, lõm xuống gần cả ly anh em ha. Đây, mặt này còn bị nặng hơn nè. Đây, đây anh em ha, xe chạy yếu như xe đạp nha anh em. Giờ mình tiến hành làm lại cho chủ xe thì hai mặt nhôm này mình sẽ xử lý phẳng lại như zin nha anh em. Nồi thì mình sẽ canh lại theo đúng bài. Xin chào anh em đến với độ xe Việt Nam.com. Hôm nay Khánh tiến hành làm cái nồi cho chiếc MSX125 nha anh em, 36V7 anh em ha. Đây, cái chiếc này nó đang bị tình trạng là chạy rất yếu, hao xăng, máy nóng nha anh em. Nồi thì tuột luôn, kiểm tra nồi chủ xe thì nồi đã tuột hư banh nha. Bố thì khuyết mòn hết luôn em coi bố nè. Nhớt thì ra như bùn nha anh em. Này, em coi như bùn ha. Nhớt này chủ xe mới thay nha anh em ha, mới thay như ngày hôm qua mà. Nhớ chưa anh em coi này, đen thui về ra như bùn, hai mặt nhôm ngồi phá hư hết luôn nha anh em. Đây em coi ha, khuyết lõm xuống luôn nha anh em, lõm xuống gần cả ly anh em ha. Đây, mặt này còn bị nặng hơn nè. Đây, đây anh em ha, xe chạy yếu như xe đạp nha anh em. Giờ mình tiến hành làm lại cho chủ xe thì hai mặt nhôm này mình sẽ xử lý phẳng lại như zin nha anh em. Nồi thì mình sẽ canh lại theo đúng bài.